Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó là 29 tuổi rồi đó nha bé. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn bé gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi. Đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, dạ. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? Dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người ta thôi. Chưa có. Yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. Nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? Không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó. Đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm dứt. Bất đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới em hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào anh Quyền Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Một bạn trai của em thì cao hơn em. Tại vì hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, em muốn 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7 đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Thằng để tôi qua tôi em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoặc bắt năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí. Tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Ước gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều thôi vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình?
À, điều này thì em cũng nghĩ rồi và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Ừ, rồi chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Mình rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi đại diện đồng nghiệp của Minh nói một câu gì đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh, làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là chị hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con như anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á. Cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh. Và chị rất là khéo ăn nói. Và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu. Và những cái gì em mới chia sẻ, thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi cho mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em cảm thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Xinh quá, cảm ơn Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. Cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Em cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. Anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em? Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới, thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh bên có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh
chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày mình, một ngày sớm nhất mình sẽ được đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi thằng nó sợ, nó sợ, nó la lên xong rồi nó phải ôm ở bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trời nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bước đôi chân như thoát rời, đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái ha. Yeah, xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở ngày ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến với em. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT, thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he. Từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bảo vệ lẫn nhau. Trời ơi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà mình rất là hạnh phúc luôn. Như vậy là chúng ta sẽ theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Trời ơi, đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời, dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27 em? Thì bây giờ mới phải suy nghĩ, tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện, hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái, con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? Em cũng không biết nữa chị. Không biết nữa chị ơi. Cũng thích đập lắm. Gì vậy? Gì mà hung à? Mẹ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Là Hiền, em 26 tuổi và em tính từ Thanh Hóa ạ.
Em đang làm gì? Dạ em mở shop đồ nhỏ bán ở nhà. Bán tại Thanh Hóa luôn hả Hiền? Dạ không, em làm ở trong Hồ Chí Minh ạ. Dạ quận 4 ạ. Còn bạn bên kia? Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Minh, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Vũng Tàu và hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 9, Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em làm trợ lý cho một công ty bất động sản. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Minh? Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng và em có thể ca hát. Ca hát hả? Thể thao. Hát cho nó vui vui coi nè. Em có chuẩn bị trước một ca khúc mang tên Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Những giai điệu âm nhạc đầu tiên sẽ gửi gắm một cái điều gì đó qua bên đàn gái đó. Em hình dung cái người bạn trai bên đây làm sao? Nghe giọng ấm ấm chị, có vẻ nhìn hiền hiền. Hiền hiền à? Dạ. Ừ, nhìn có đẹp không? Thấy giọng ngọt vậy chắc cũng được được, đẹp trai đó. Được được quá không? Em sao anh Linh ảnh đề nghị em hát cái bài Sung Sung mà em hát cái bài gì xìu quá vậy? Tình cảm là mình mới đẩy tiết tấu lên. Bên đây ta đang nói chuyện, ta đang sát hạch đàn trai mắc cười. Dạ, em chào chị. Chào em. Bài này theo như chị nghe là em đã chuẩn bị để em đến chương trình. Đúng không? Em là một người rất là nội tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Chị thấy em á, từ cách nói nè, giống như chị suy nghĩ vậy, nói trời ơi trợ lý giám đốc mà em nói rất là chậm nha, điềm tĩnh chậm quá. Có thể là đấy. Trước đấy đấy có trước thể khi bước vào đây á là em có run không? Giờ hỏi nghe có run không nè? Dạ em có. Đang run đúng không? Cho nên chị muốn em phải hoạt bát lên là sôi động. Em thấy anh Linh không? Từng đó tuổi rồi mà anh hoạt bát kinh hoàng luôn, đốt cháy giai đoạn anh có thể nói trong một phút 100 từ được. Nói nhanh lên, tiết tấu lên. Bây giờ khuyết điểm em làm gì nói cho bà mối nghe coi. Là hơi chậm đúng không? Dạ đúng á. Ta có khuyết điểm mà. Dạ đúng á. Đó thay vì ta gật đầu cái dạ đúng rồi. Làm gì tấn công đàn trai như vậy, từ từ nó bình tĩnh coi. Nói nghe nè, bên đây là một tia nắng ấm. Bên đây cho cũng nên là sôi chứ được. Ý... cho nên là ấm vậy? Đây cũng nóng lắm à. Nè, ta đây, ta đây, rồi. Ta đây. Trời ơi. Đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27, em 27 đúng không? Hay là 26? Dạ, sinh năm 93. Là 26. Trời ơi, dễ thương. Làm người mẫu được nè, đóng phim được đó. Nè mà không biết làm ca sĩ được hay không, hát được không? Hát được nhưng mà hát dở thôi ạ. Thử thử câu, thử câu rồi bé. Vậy thử câu. Nào. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải giận lòng, quên anh chẳng an tâm. Vì em cảm thấy ai kia không yêu anh thật lòng. Em vẫn cứ chờ hoài, em không bỏ anh đi. Dù cuộc đời sóng gió có mơ mệt thì anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Cái câu chúc hạ là câu đó rồi. Anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Em ơi, em thấy cái là em hát theo liền à. Giới thiệu em gái bên đây, em trai cũng dễ thương nha. Chung là bên đó cao bao nhiêu thì bên đây cũng có thể đáp ứng cao bấy nhiêu. Em cao bao nhiêu vậy cưng?
từ mét 9 trở lên để đi anh. Để anh lọt. Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Không ta... cần hỏi, nhìn là biết 1m9 rồi. Nhưng mà người ta không có biết phân định về chiều cao. Rồi từ từ để nó đứng nè. coi rồi nó hợp hay không thôi. Bên kia cho tôi biết là ưu điểm thế nào đi. Ưu điểm của em là gì? Em nấu ăn được. Được cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ nấu ăn được là anh cũng ngon ngon đó. Cũng... Em yên tâm anh nấu ăn cho em ăn. Thấy chưa? Thấy nhanh nhẹn rồi đó. Thấy em yên tâm anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi. Có thể là không ngon thôi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm là không thích nấu ăn. Ủa gì kỳ vậy? Không biết nấu ăn về khuyết điểm không biết nấu ăn. Không nấu thích ăn. Nấu ăn à. Dạ. Nói chung là em lười đi chơi. Chưa có người yêu lười đi chơi chứ có người yêu rồi bắt đi chơi hoài à. Ủa em lười đi chơi hả? Mà không có kẻ để đi á chị. Rồi, bây giờ em tìm kẻ để đi chơi. Hết ngày hôm nay mình sẽ đi chơi đó mà. Đúng không? Rồi bây giờ em trai, đường tình duyên thế nào kể lớn lớn cho đàn gái ta nghe với nè. Dạ. Còn mấy mối tình rồi? Thực sự thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có luôn. Ê. Trai tân nha. Còn nguyên thùng luôn đó hả? Nguyên đai, thùng, kiện nguyên luôn. Kiện nha. Còn có tem nha. Của em. Em cũng xinh gái ý quên. Em cũng đẹp trai dễ thương. Dạ. Mà sao lại ế? Dạ vì em nhát. Em nhát. Thứ hai nữa là vì trước đây thì ngoại hình của em rất xấu. Không lẽ lúc đó em lùn giờ em cao? Không, ngày xưa là em rất là gầy. Đen đủi rồi tóc tai dài này kia nữa thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm mà đến bây giờ em mới khắc phục. Ủa em gầy chứ đâu, em đâu có xấu đâu. Dạ xấu lắm anh. Nhiều lúc em tự ti về cái ngoại hình. Tự ti ngoại hình của em. Không, em thút lên cũng ngon lắm nha. Cạo láng cái đầu, không, cắt gọn lại xíu ha. Trang trí chút xíu, mặc đồ vest lên cũng như sói ca lắm á. Đó lý do. 28 tuổi rồi á. 28 tuổi nhưng mà nhìn tưởng đâu là 21, 22 thôi à. Mà nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên y chang. Nhiều khi á, những như vậy nó bị bất ổn về tâm sinh lý đó. Đâu có bất ổn. Thiệt, trời không đất nghe. Ơi, cái tuổi mà của đàn ông con trai là từ 22 cho tới 28 tuổi là cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của sức khỏe. Hồi nãy không nghe tao nói hả, lúc ta ổn cái trạng thái cơ thể nó không có tốt á. Nó đen đuổi rồi nó ốm. Cái đó quá. Là về hình dáng thôi. Còn trạng thái cơ thể liên quan gì tới cái đen đuổi cái người cái khác ốm. Người ta thấy ta không yêu, ta không có, ta sợ giống. Thì bây giờ mới phải suy nghĩ. Tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện. Hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Em có chắc cảm giác gì một cô con gái đứng trước mặt em không? Nếu như đó là người mang đến cho em một cảm xúc mà cảm thấy rằng em rung động á thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông. Em thấy người ngay khác... lúc đấy, ngay lúc đấy. Ngay lúc đấy luôn hả? Dạ. Hay vậy. Bây giờ em có bao giờ em tưởng tượng là em sẽ hôn một người nào đó chưa? Dạ em có. Tưởng tượng lúc đó em thấy sao? Em thấy nó bình thường. Tại vì chưa tưởng tượng ra đó là ai anh ạ. Em có nghĩ lúc nào đó em hôn một người nào đó không? Dạ có. Thì lúc đó trạng thái em sao? Chắc là thích lắm. Thích lắm. Em ơi nhưng mà 28 năm qua là em đã từng có cái cảm giác là yêu một người nào chưa? Dạ em có nhiều chị ạ. Có nhiều đấy. Đây là đàn ông đích thực đấy. Còn em sao? Em thì cũng mới một mối tình thôi chị. Lâu chưa? Cũng lâu rồi chị, hơn một năm. Chia tay hơn một năm rồi. Dạ. Mối tình cũng kéo dài tại vì em yêu cũng chung thủy lắm chị. Yêu bao lâu? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm. Vậy là dài đó. Và mới chia tay một năm. Tại sao chia tay vậy? Em cũng có một gia đình nhưng người đó không đáp ứng được cho em. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? Em cũng không biết nữa chị, chưa đập được nữa. Chưa đập là mình khả năng mình đập nổi không? Không biết nữa chị ơi, cũng thích đập. Dạ muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì em thích người yêu em hơi có da có thịt một tí. Em muốn thích gầy đâu. Không. Đừng có gầy nha. Ngon lắm rồi, hồi xưa thôi. Giờ thì thịt cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà hơi mỡ chút xíu. Mỡ không sao. Em thích tập mỡ. Tập gym nha. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Cái bề ngoài anh kiểu như là có da có thịt. Có da có thịt, tức là mập cũng được lắm á. Em ơi em trai ơi, em có hình dung cái người bạn gái bên đây như thế nào không? Em nghĩ là một cô gái nên mặc váy. Ôi hay quá, em hay quá. Váy, có váy. Tóc dài ngang lưng. Hay quá trời, em thấy có ngang lưng. Trời ơi. Khoảng 1m6. Em 1m67 lần đó. Thích ông chưa? Ơi 1m67 là thường là rất là xinh đẹp. Bây giờ mình gặp gỡ gia đình. Đúng hai rồi. Bên đi. Nên em đi với ai vậy?
Dạ em đi với lại mẹ em, chị em, em trai em họ, trời bản thân ơi. Cả nhà luôn hả? Đại gia đình luôn. Đại gia đình ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Chưa, chị gái xinh chưa? Dạ em chào chị. Đoán em. Bạn trai bên này á thì rất là hiền, rất là dễ thương. Thì nếu mà được á thì hai bạn cũng tạo điều kiện cho nhau bấm nút để tìm hiểu có thêm một người bạn. Và nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta làm đám cưới thôi. Hay dạ. Quá. Cảm ơn chị. Rồi cho gặp mẹ đi. Chào cô. Dạ, dạ. Chào hai MC, chào tất cả quý khán giả, chào cháu ạ. Mẹ thấy anh bên này đẹp, hiền. Hai đứa cho nhau cơ hội nhấn nút nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mẹ ra dấu rồi đó. Mẹ nói là nhấn nút nha. Nhấn nút nha. Phải nhấn thôi. Rồi, cảm ơn gia đình. Trai đi với ai? Em đi cùng với lại anh em cùng cơ quan ạ. Anh em cùng cơ quan rồi, mời đại diện đàn trai. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân và họ nhà gái. Em tên là Khoa và em là đồng nghiệp cũng như là bạn học của Minh từ hồi lớp 12 đến giờ. Minh ở ngoài đời rất là nhanh nhẹn nha em, chứ không phải chậm chạp như vậy đâu. Nhưng tại vì lên trên truyền hình rất là ngại á. Có cái ưu điểm là trong công việc thì nhanh nhẹn mà về nhà nấu ăn rất là ngon. Ở cùng với em cho nên là nấu ăn thì nấu cho em ăn. Dạ. Ở cùng với em lâu chưa? Ở chung thì khoảng đó, khoảng 2 năm nay ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa luôn. Ở chung với nhau như vậy á, thì có khi nào em thấy có bạn gái nào đến tìm mình thì, không? Thì riêng về khoản các mối quan hệ với các bạn gái thì chậm lắm. Mình rất là chậm khi mà quan hệ giao tiếp với bạn gái. Dạ đúng rồi. Còn em thì với phụ nữ thì thế nào? Nói chung bọn em cũng mãi làm ăn á. Rồi đâm ra là đến bây giờ vẫn chưa có ai em có bạn gái luôn. Dạ. Em ấy luôn vậy đó hả? Ấy luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Em bằng tuổi em học cùng với Minh ạ. Hai người chưa có bạn gái ở chung bây giờ lại cũng ế luôn, hai người cùng ế luôn. Mà không bao giờ có một bóng dáng người phụ nữ đến chung phòng của hai người. Hai bạn có dắt nhau đi khám phá ngoài luồng không? Có rủ nhau đi bia ôm đồ hôm đâu ra đấy trời ơi. Thì phải hỏi chứ, hỏi tự nhiên đang hỏi bia ôm để hỏi nhỏ thôi. Em có đi bia ôm? Dạ không ạ. Ừ, không luôn. Có đi karaoke nhưng mà bia ôm thì bọn em không biết. Thì nó chơi vui thôi. Bạn gái bên này rất là cao ráo và rất hợp với Minh. Thì nếu mà Minh không bấm là Khoa Linh không bấm á. Trời ơi, nếu Minh không bấm là Khoa Linh không bấm. Cái này được nè. Cho nên em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bên nhà gái tôi dặn dò chút xíu. Dặn cái gì? Bây giờ bạn Minh nè, bạn cố gắng nha. Khi mà cái rào này mở ra một cái là bạn phải hoạt bát, bạn phải linh hoạt. Chứ không có chậm chạp nữa nghe chưa. Mạnh mẽ nha, lên. Nhanh nhẹn lên nha. Bắt đầu mở rào. Thoải mái. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà gửi đến tặng em. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái đèn ngủ kèm quạt luôn. Cái nào cảm ơn em. Dạ. Thật, tối nay về coi như ngủ có cái quạt mát dữ luôn. Em tặng bạn nữ là cái gối để ngủ ở xe ô tô. Và bạn nữ cũng tặng là em cái quạt này cũng dùng để trên xe ô tô luôn. Hôm nay thì anh sẽ về Vũng Tàu. Nếu như mà em rảnh, anh mời em đi coi như là chuyến du lịch. Em biết Vũng Tàu đúng không? Dạ em biết ạ. Ừ. Anh ơi, nhà nhưng anh mà người ta đi với gia đình, dạ, một đại gia đình anh có mời hết được không? Đông lắm luôn anh. Dạ. Khang à, cháu mời cô, mời chị cùng các em nếu như mà có thời gian thì về Vũng Tàu chơi cùng với lại cháu ạ. Để anh lo xe 30 chỗ ngồi cho. Hai trẻ nói chuyện với nhau đi nào, xứng đôi vừa lứa quá đi. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì chung thủy. Em muốn anh chung thủy. Em cũng chung thủy mà. Có bắt buộc là anh không được phép ra ngoài đường phải không? À không, cái này là chung thủy chứ không phải là đặng ghen thái quá đâu anh. Giả sử bây giờ anh chở bạn của anh đi chơi ngoài đường, bạn đó là bạn nữ, vô tình em nhìn thấy, em sẽ thế nào? Nếu mà em biết người đó thì không sao. Còn nếu em không biết? Em sẽ hỏi chứ. À, đúng rồi. Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy anh đang đi làm sao mà em chặn là em hỏi được, em sẽ hỏi sau. Chận liền chứ em, chận liền chứ mắc gì trời. Chụm liền không chị? Chận xe tại chỗ liền, hỏi anh đang đi với ai. Cô này là cái gì? Không, ví dụ mà đang đi lướt qua cái mình chụm không nổi đâu chị. Rượt theo. Rượt theo. Nhiều khi em cũng phải rượt theo á. Để từ từ về nhà hỏi.
Trời, mắc cười quá, hỏi chối sao, khùng quá. Nếu anh gặp trường hợp như vậy, anh chỉ nhắn tin cho em thôi, chứ anh không bao giờ mà chạy lên chặn xe. Anh tôn trọng em. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Cái ấn tượng ban đầu của em về bạn thì rất tốt. Con tim em sao, có đập loạn lên không? Nó đập nhanh hơn bình thường ạ. Bạn này có cái nét của Đông Nhi này, rất là đẹp luôn á. Em cười rất là đẹp Minh, em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Thí dụ như giờ hai bên đồng ý, hiểu nhau rồi, bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, em chuẩn bị chưa? Em cũng sẵn sàng từ lâu quá anh. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Em có ngại việc làm dâu không? Ngại thì không ngại, nhưng mà nếu mà sống riêng thì sẽ thoải mái hơn. Mà làm dâu mà không biết nấu ăn thì tại làm vì em nấu ăn thì sao? Em có thể nấu ăn được. Nhưng mà khi nấu ăn xong là em không có thể ăn được nữa, tại vì em làm biếng ăn lắm. Vậy thì anh có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình suy nghĩ gì về người đối diện? Anh với em là cũng là có duyên, rất có duyên mới được gặp. Thì anh cũng mong rằng cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt. Hy vọng em cũng vậy. Hết thời gian, còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 Hết thời gian. Ủa, xem bấm rồi mà nó. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Cái anh mà máy anh cầm này thế. Cái này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Em trai rất là thật lòng. Chưa có yêu lần nào mà anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Có mẹ và gia đình, mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Cháu nghĩ rằng hôm nay đến được chương trình này thì cháu với lại em rất là có duyên rồi. Thì cháu cũng hy vọng rằng sau một thời gian tìm hiểu này, xin phép được cho cháu về chơi với nhà mình. Nếu như bọn cháu đến được với hôn nhân á, cháu hứa với cô rằng con gái của cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Đó, ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chồng mà chắc vâng à. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè. Dạ xin phép cô, xin phép chị. Ơi. Đây. Hôn má, cái phọt mát của người ta là hôn má. Thấy chưa, thấy cô gái chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Anh thích vậy. Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Ông hôn cho đàng hoàng, ông hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hôn à? Mạnh mẽ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Trời ơi, không lẽ tôi đi theo hai đứa này luôn chứ thiệt á. Nhớ là có tin vui là báo liền nha. Rất là đẹp đôi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đưa tặng các bạn. Để nói xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Dạ mét 92. Trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà... Bên mặt nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ... Dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Chúng ta sẽ chào đón bạn nữ ra trước nào. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó. Cao dữ lắm hả? Mời nhà gái giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn Nam và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Bích Nga, hiện tại em 27 tuổi. Em đang làm và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều. Mời nhà trai giới thiệu về mình.
Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường, thì năm nay tôi 30 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất. Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên hàng không nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang tạm nghỉ. Hàng không hả? Dạ. Máy bay nào chở em nổi? Máy bay người ta trần có 2 mét, mét mấy à? Em mét mấy? Dạ, mét 92. Trời ơi! 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ, chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi, chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 rồi chị. Em tới 92 lần đó, hơi vượt chuẩn của chị rồi. Thôi, được rồi, để tôi làm mai cho chị rồi. Em ước mơ 1m85 đúng dạ. không? Có một bạn 1m58, đẹp trai, cũng ngon lành. Để dành xài đi. Kỳ cục quá à. Trời ơi. Tại vì á, thầy nói rồi, con là phải đúng 185cm thì nó mới được. Đó. Rồi, để lên mua xíu, đôi dài xíu cho cũng hai, được nha. Cho mấy phân lên có gì đâu. Mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em năng động, nhiệt tình. Hát hay nữa anh. Trời ơi. Hát hay nữa hả? Dễ thương nữa ha. Dạ. Hát nghe cái coi. Hát nghe một bài coi hả? Đúng hay rồi. Hay không nè. À, vậy em xin gửi tặng bài Rùa Con ạ. Rùa Con. Dạ. Bắt đầu. Nắng ban mai lung linh, rùa con nắng nắng ấm áp, khẽ vươn vai nhìn em rùa cô. Ngồi nhìn nó say mê, làm em nhớ anh khi làm quen, đến bên em chân tay cứ run. Thế nên em nuôi rùa cũng giống như nuôi anh này, kia khiến anh ngày xanh nắng. Rùa con không chịu ăn giống như anh giận, không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone. Là rùa con của anh, là rùa con của em, là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đáng yêu. Ngày mai em sẽ tìm yêu cuộc sống của anh và rùa. Bài này ai sáng tác? Dạ hay mà. Hả? Hay mà. Hay thì rất là hay, rất là dễ thương nhưng mà nó lạ. Dạ. Hát kiểu mới hả? Không có, bài thì có ca sĩ hát luôn á. Thôi được, nghe cũng vui, nói chung là vui. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nè, bây giờ đáp lại coi, bên kia rùa con đúng không? Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Nào. 2, 3. Rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa cha sắt đi 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 đi. Cho tôi quýnh ông quá. Thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ. À, thấy chưa? Rất là dễ thương. Ừ, tuổi trẻ à. Mới có những cái này nè. Bây giờ nhà gái điểm yếu có gì không? Về điểm yếu thì con có hay dễ tin người. Ừ. Rồi hay ôm đồm nhiều việc á. Ôm đồm? Dạ. Gì nữa? Nấu ăn không ngon nữa. Nấu ăn không ngon? Dạ. Gì nữa? Hơi nhát xíu. Cũng đâu nhát lắm đâu. Dạ, đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó. Không, vậy tôi tự tin vậy tốt đó. Dạ. Vậy là ok lắm á. Dạ, không có nhát đâu. Rồi, nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi. Dạ, ưu điểm của mình là thích chơi thể thao. Ừ. Chịu khó làm việc, năng động. Còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi. Bỏ đi ha, thuốc không tốt đâu. Nhà em chắc phải làm lại cửa, đóng lại giường hết ha. Dạ đúng rồi, mất mấy cái cửa. Nhà ngủ giường mấy. Nói chung là giờ ông nằm đại dưới đất lăn thôi chứ giường. Không có cái nệm nào vừa hết. Dạ, trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ. Giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha. Trời, cao xong 92 giữa trời. Này giờ chắc có thi nét tấp mô đồ gì không? Dạ xưa có thi nhưng mà thấy không phù hợp nên nghỉ. Thôi vậy được rồi, nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó. Bên dạ. Mà nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ. Dễ thương mà. Con cao mét 55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Mà cao quá thật ra là nó cũng nhiều khi gặp cái cô gái cũng khó làm quen lắm nha. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ 3. Cũng 3 khá ghê ha. Mối mấy năm? Mối đầu mấy năm?
đầu 3 năm. Mối thứ hai? 2 năm. Mối thứ ba? 2 tháng. Sao nó nhỏ dần theo sao thời gian mối thứ vậy? Ba nó xuống dữ vậy trời? Xuống cấp dữ vậy em? Dạ. Lý do sao mà ba mối tình nó chia tay? Thì mấy mối tình đầu thì lúc mà còn đi học á, quan thời học sinh thì đâu có bền. Còn mối thứ hai đâu phải học sinh đâu. Dạ, mối hai là sinh viên. Sinh viên cũng chia tay luôn cũng tại chia sao? Chia tay luôn. Tại vì đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như vậy này kia, thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau. Giờ ổn định chưa? Dạ giờ ổn rồi. À, ổn rồi mới giờ lo cho vợ con được chưa? Dạ được. Nè, bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha. Mình nói sao? Đi. Em thì em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ hai của em thì cũng được một năm, do cả hai không hòa hợp, do thời gian của hai đứa cũng ít tiếp xúc á chị. Cho nên là dần dần nó bị cái tình cảm nó nhạt dần. Xong rồi hai đứa cũng quyết định chia tay luôn ạ. Bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái ạ. Mối quan hệ mới chưa? Dạ đúng rồi chị. Rồi, em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn trai của em là gì đi. Bạn trai của em thì em sẽ tiêu chí là cao. Em thích cao. Thừa. Dương xăng. Khỏi cần tiêu chí đó. Ngoại hình ưa nhìn chị. Tính cách thì em thích một bạn chững chạc ạ. Điềm tĩnh với lại biết suy nghĩ ạ. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích con trai tính gia trưởng. Vậy thôi. Với lại không thích bừa bộn á chị. Nhà gái đưa ra tiêu chí đó, nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm, nói cho nhà gái biết luôn. Dạ thì em thấy em đáp ứng đủ hết á. Đủ hết luôn á hả? Dạ, đúng. Có bừa bộn không? Dạ, nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác, nhưng mà ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không. Đi đâu chị có vứt đó không? Dạ không. Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa. Rồi bây giờ tiêu chí của mình nè. Tiêu chí của em về người bạn gái thì cũng có ngoại hình chút xíu. Biết dễ thương, cũng dễ thương. Dễ thương. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai, hòa đồng vui tính. Bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á. Bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em có thích giống ai không em trai? Nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp, nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì mấy ca sĩ em thích Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Ngọc Hà cao quá. Thì cao cao vậy đứng dựa với em. Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà, nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha. Xinh đẹp á. Bây giờ mình đi với ai đi? Bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi. Nhà em bữa nay bận cho nên là không tham gia được ạ. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan. Rồi còn bên nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi một mình luôn. Tại rồi, vì nhà sao cũng sợ bị COVID. Có tôi lo. Có ông Mai bà mối ở đây để làm cái gì? Bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc rồi tính sau nha. Mở rào. Vô hàng. Hello em. Chào anh. Thì hôm nay anh đến đây cũng muốn làm quen với một người bạn gái, nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình đứng xích ra, mình đứng gần, mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này tụi nó đứng xách xách chứ, không dám đứng gần thiệt, đứng xách vô coi. Công nhận nó hợp ghê ta. Hả? Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lồng ngực đó là chị thích lắm. Yeah. Thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây, mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng, có gặp nhau hay không nha, có duyên phận với nhau hay không. Thấy cảm nhận thế nào các bạn? Anh cảm nhận em thế nào ạ? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm, mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? 55 thì chắc em phải suy nghĩ lại rồi. Trả lời cái em bé không muốn hỏi cái gì nữa luôn. Thôi nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn thiệt đó. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì anh có hay ghen không ạ? Trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng không hay ghen, nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi. Còn em thì sao? Em có hay ghen tu không? Tại vì công việc của anh cũng là kinh doanh tự do, anh hay đi đây đi đó nhiều. Anh không biết bạn gái mình có hay ghen cái chuyện đó hay không? Em thì
Em không phải là tuyết người hay game, nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi tới luôn. Anh thì một tuần anh hẹn hò như thế nào ạ? Thì những lúc nào rảnh thôi, những lúc nào hai đứa rảnh thôi, không cần phải bó buộc thời gian. Lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì gặp thôi. Công việc của anh có nhiều thời gian rảnh không? Thường là cuối tuần hay là như thế nào? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm, khủng hoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được, chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh, được cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng rồi ạ, thì công việc em là giờ hành chính á, thì buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh. Quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau? Theo anh thì quan điểm về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau 3-4 năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới. Có những người anh thấy nếu mà quen nhau ví dụ tầm 3-4 tháng, 5 tháng nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường. Có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có cưới được, có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được. Vậy khi nào thì anh cưới? Thì duyên tới thì anh cưới thôi. Chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó. Cái duyên tới là anh cưới thôi. Còn em thì có muốn gấp rút gì không? Tại vì con gái thường 27-28 rồi đó thì cũng hơi. Thật ra thì cũng có, nhưng mà đúng người thì em sẽ cưới. Đúng người thì em sẽ cưới. Mà quan niệm của em là có thể quen nhau bao lâu, thời gian bao lâu không? Hay không ạ, không xác định là thời gian bao lâu. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hòa hợp với lại cùng chung chí hướng á thì sắp xếp công việc với lại hai bên gia đình. Thì anh thấy quan niệm của em cũng giống phía bên anh. Thì ấy em cũng rất là dễ thương, có công việc ổn định. Nhưng mà cái chiều cao cho anh nó cũng hơi thấp chút xíu á. Đi guốc không được. Đi guốc được, ok. Ok là sao ta? Là được đúng không? Bây giờ được thì được, không được thì thôi. Chứ không có phải là bên đây kêu là đi guốc không được. Không đi guốc cho chị. Không đi guốc cho chị. Đúng rồi, đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu. Đúng rồi, không đi guốc. Bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái. Mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi. Không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không. Thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau một cái để coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào. Rồi chúng ta đi đến quyết định nha. Thì rồi nhìn tôi làm chi, trời ơi trời. Ôm vào một cái. Đó, dễ thương lắm luôn. Ôm vào hai cái. Chị thích vậy đó, còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết. Nói chung tôi coi phim Hàn rồi tôi thích. Nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào và có mong muốn cái người kia cho nhau cái cơ hội hay không. Đó, tự nói chuyện với nhau. Nhìn mặt nhau, đứng đối diện với nhau, cầm tay nhau, coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không, mình đang đi tìm hay không. Nắm tay nhau. Thì em với anh đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi. Em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về. Thì anh cũng tới chương trình này á, thì thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính, cũng rất là dễ thương. Thì anh cũng mong mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu mà mình hợp nhau thì mình đi đến cái bước xa hơn. Hay quá. Rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi, giao lưu với nhau. Mình có thể vui. Ai vậy? Rồi xong. Chưa nói gì bấm luôn rồi. Chốt là được rồi, đừng hỏi. Chốt hả? Chốt rồi, hỏi nói nữa chốt. Nắm tay. Lên đây. Chúc mừng. Đó, lại nắm tay luôn. Trời ơi, tôi thấy cái cặp này đẹp quá, tôi thích. Tụi quá trẻ nó quyết định nhanh lắm, nắm tay nhau đi. Của tôi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình. Em trai có thể thưa hai bác, thưa gia đình, tụi con xin phép tụi con tìm hiểu nhau. Rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi. Dạ thưa nha, bác trai bác gái. Giờ hôm nay con tới chương trình thì thứ nhất thì cũng quen được bạn Nga, cũng rất là dễ thương, biết quan tâm chăm sóc gia đình với lại cũng có công việc ổn định thì con cảm thấy rất là vui. Con cũng xin chào hai bác. Hôm nay con đến chương trình và gặp anh Anh gì? Anh Tường.
Dạ. Đẹp trai, cao, chững chạc. Con hy vọng là con cùng anh sẽ có một happy ending nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gửi những phần quà dành cho hai bạn nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh Vũ Lâm. Chúc mừng cặp đôi, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ có duyên có phận và sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây, để em làm cho. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi điều dạ hành vâng. Về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở với lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À, chứ không có gia đình ở đó có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À, dạ rồi vâng. Mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới mười nhược điểm của em nữa là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy ạ. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ làm chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê thì bạn đó không đồng ý, yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học. Mới lại môi trường nó tốt. Thì em cho cháu trai nó về học, học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái.
Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở một mình với mẹ em. Trình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu. Rồi tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi, em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn dạ, em. Chào anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Vẫn rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Không có mập. Chào chị Hồng Anh, xinh đẹp ạ. Dạ, chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định, tôi phải nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Đúng rồi, keo. Đây để em làm cho. Dạ vâng. Em... Tôi cũng hói vậy. Nè bây giờ anh cào cào xuống. Đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. Bây giờ nói em nghe nè. Thật ra hói là rất là thông minh. Hói là thương vợ, thương con. Dạ. Hói là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai, không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ, em không có quan trọng ngoại hình, chỉ cần bạn đó biết quan tâm chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi, được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào, nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư hả? Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. Như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha, dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế nào là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? À, em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Dạ chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Anh nghĩ khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng món quà tặng anh ạ. Anh xin, cảm ơn em. Bó hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng coi như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đấy lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây đây đây, đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong khi anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi, là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy, anh suy nghĩ kỹ. Anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. Anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ,
À, anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều, nhưng mà anh không nghĩ về khoảng cách, anh chỉ cần biết lý do. À, nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, à, em thì rất là thích nấu ăn, nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. À, anh có thể... nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Ôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành, nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan niệm của em là em có về làm dâu được không, hay là em là như thế nào? Dạ, quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình, nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. Tốt. À. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá, có hơi gì không? Dạ, cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý, đâu có gì đâu, đúng không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ, cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô ấy biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật với nhau, một phải lần chia sẻ. Không nhiều lần thôi. Trước khi bấm nút mà mình phải tiếp xúc về da thịt với nhau một cái. Cảm xúc và... tao nói là tiếp... được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tao nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay hầm rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng một cái duyên. Bản thân anh ấy cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy mà có duyên mà đến với nhau, thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Dạ. Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm này anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Dạ. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn đây ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin hát hay quá à. Em gái đi, em gái. Cho em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Đấy, chơi đi em, không sao. Dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát, là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng, dường như em đã lăn thăm qua đây, dịu dàng tóc mày. Em quên lời rồi, em xin hết ạ. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định
Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Này, tôi nói cậu biết nha. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ, em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Rồi, bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, họ đã đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị. Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý thôi. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai. Tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Dâu ngốc với anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Này, đi ngồi thôi, đi đi, qua quay quay. Rồi. Làm như vậy chứ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời, dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc. Năm nay, mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương. Và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ, ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay. Bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống bia gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26, 27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh. Tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai người ta, dễ thương quá. Dễ thương quạo luôn. Vậy thôi mấy mốt người ta có bồ, người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. À để hỏi bên này. Mình thích xem phim, mình thích coi chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc chuyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó tôi chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc Quang Ti với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi. Không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Rồi. Một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Thì đọc vẫn theo chu kỳ. Như vậy là không có nghiện, nghiện là cứ rối ngày ôm chuyện đi đâu, lòng đi đâu đọc vậy nè, thì mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm, cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý
người đó. Khác em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu là biết hiểu, chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây, nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi với chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà, đúng không trai? Dạ, em không thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạc luôn. Em nấu nhà tự nhật phèo à. À ăn... Nói hai bạn này hợp nhau quá. Đúng rồi, hợp nhau mà ăn lạc thì đỡ có lên huyết áp. Đường tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa. Cái sau này khi em mà ra trường xong á thì em muốn cho bản thân em 2 năm để em biết em thích công việc nào, thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái con bé nó rung. Rung hả? Dạ. Đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, vậy em... Thôi đừng thử. Không á. Bây giờ hỏi nè. Em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thì... Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi. Bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý thôi. Thấy chưa? Chưa rung động với con trai. Em có rung động với con gái không? Dạ càng không. Vậy được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Còn sao? Đường tình duyên sao nói cho bà Mai bà nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài, thì xa mặt cắt lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa là một lần nữa xa còn đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi nên muốn nên đến đây thôi. Rồi bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1.5m đến 1.65m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết nấu ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng, bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị của em cũng không thích. Nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn đấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám nối hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại chừng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu bạn đấy biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ạ. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á, mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ. Kệ, chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi. Rồi thôi chuyện đó chút đến, bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể, hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc
về nhà cái bấm điện thoại coi tivi hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương. Nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m7 trở lên. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát mà bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản. Chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam mà nếu có thể thì tới hôn nhân á, thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao, tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào, tại vì bạn em nó rất là nhạt, nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che nhạt hoài rồi, chứ mặn thì tùy khẩu vị thôi chứ thật sự. Ý là mình cách nói chuyện luôn. Phong cách á? À, phong cách á? Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu, mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn. Tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng xa thẳng á. Tính mình là yếu tố hài hước này kia đó. Hài hước à? Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhẹt lắm, lâu lâu là nó nói chuyện sọc ra vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Tại ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhẹt. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai Trúc đi với ai? Em đi với anh rể ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm, chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Dạ. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Dạ. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Dạ. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết. Gặp nhau nó có sẽ có vấn đề nha. Rồi, mở rào. Nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào, cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt, mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là một ong nhân sâm tư quận nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. À, sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì? Để thì giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh. Là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái bạn này bạn chơi cái gì á, mình hỏi ấy là đi. Người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi, còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì đó để giải thích cho. Bên này á rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất nó kiểu kiểu vậy á, thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không sao giờ làm. Em, cái gì cũng được, mẹ gì cũng được. Rồi đó, thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mà đi làm về mình làm gì? Đó, ngủ chơi, làm về mệt mới ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm gì? Soạn bài, soạn bài. Tự xử đi, tự xử đi. Ok. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng không biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự mặc dù là từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh,
Nhưng mà nói thật là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi cũng không biết đường về. Mình nói thật là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây, mình đi trên chương trình á, mình cũng đặt từ đường, mình đâu biết đường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học sư phạm kỹ thuật thì ít khi vô đây á. Giờ vô đây giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà xuống không. Điều này giống mình cũng không thích đi một mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình trái gió, mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về khuê luôn phải không? Và cũng không được quen ai luôn phải không? Thời đi học là lúc đại học á. Thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về không mà. Nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... Sao ta? Có gì cả không? Khó tưởng. Nè, để chị hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái á, đúng nghĩa là đoan trang, thùy mị, nết na, đoan chính, từ hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì về thế giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc. Chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết cách để khám phá thế giới bên ngoài. Cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm gì lắm em. Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo không? Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Lo gì? Giả sử, nhưng mà giả sử như hằng là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi, thì nhà em cũng lo, lo được là... mà thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó, thì bạn ấy vẫn lo được mà, tức là vẫn chỉ có điều là bạn ấy không biết yêu ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó, nó giống như tờ giấy trắng thôi. Còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó mệt. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn là em dạy mọi chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy không dạy thôi, là sếp đủ gì đó. Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ em ở Hóc Môn mà ngay cái khúc bến xe. Thôi xa quá. Bến xe An Sương. Xa quá. Không xa lắm đâu. Không có. Mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok. Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á, em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ vũ là mở nhạc dịu dàng cho hai bạn ấy nhảy thử chút xíu nào. Chịu thua ấy, chị ơi. Đứng dậy lắc lắc. Không làm nữa tôi không gả. Đứng lên. Bây giờ bạn bảo tay lên đây, chưa? Tay kia tệ để lên đây. Rồi, khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi, này, đi, quay. Rồi, xoay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chứ chị MC đâu. Mấy bạn. Tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi sao mệt quá. Ngại lắm. Có cảm ơi. Xúc gì không? Dạ có chút. Còn Trúc thấy làm sao? Thật sự là chút luôn. Có chút luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, khỏi bấm. 1 2 3. Hết thời gian.
Giờ nắm tay được rồi đó. Nó từ tay đang vô thấy không? Thì quyết liệt là nó tới thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Cảm ơn hai em. Cặp đôi này bấm nút thì làm cho em rất là nhẹ lòng, bởi vì lúc nãy em rất là lo sợ. Không, thực ra các bạn rất là trong sáng, trong veo luôn. Ngay cả bạn trai cũng thế, nói có mối tình nhưng bạn cũng chưa có kinh nghiệm gì tình yêu cả. Hai bạn này gặp nhau rất là hợp lý. Cứ coi như để cho hai bạn trải nghiệm đi. Đúng ha. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.